Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City. Và đây là cái thành phố rồng nhỏ bé của mình. À, hôm nay HNT sẽ làm về một cái chú rồng mới cho các bạn xem nha. Hôm nay là đang bắt đầu cái cuộc đua để HNT vào đua với mọi người xem. Chúng ta cần thức ăn và cái bông. Mình vẫn chưa làm xong cái nhiệm vụ này các bạn à. Và dường như là HNT đang gặp phải một cái dạng cao thủ không hề nhẹ luôn. Leo lắp kinh khủng luôn. Mới bắt đầu được có 2 ngày thôi mà người ta leo tới lắp 8 luôn rồi các bạn ơi. HNT cây cú lắm mới leo được tới lắp 6 à. Đợt này không biết mình có thể giành được hạng nhất không nữa. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ làm về một cái chú rồng mới nha các bạn. Ôi con này mình có rồi à, con này mình chưa có nè. Ok, hôm nay HNT sẽ làm về cái chú này nha. Xem nào, quá đẹp luôn. Wow wow wow. À, bây giờ thì HNT sẽ cho cái con này lớn lên nha mọi người. Cho bé ăn, cho bé mập thành bé bự luôn. Ok baby. À, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Đó, và mọi người đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp HNT nha các bạn. Đó, con này level 10 của mình đây. Ồ, nó bay ra mất tiêu rồi. À, chú này có một cái rất là đặc biệt, có nghĩa là tàng hình các bạn, ẩn thân. Quá đẹp luôn. Bây giờ thì HNT sẽ dắt cái con này đi chiến đấu nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ đi kiếm game. Trong cuộc đua là cần rất là nhiều game luôn, cho nên HNT sẽ đi dắt cái chú rồng mới này đi kiếm ít game nha mọi người. Với lại đi quánh rồi khoe rồng mới cho các bạn xem rồi. Đây, đây chú rồng mới của mình level 10 và cấp VR. Ok, và các bạn muốn mình đặt cái tên chú rồng mới là cái gì thì hãy comment bên dưới video này nha. HNT sẽ đặt cái tên chú rồng mới cho các bạn xem. Đâu mất tiêu cái chú rồng mới của mình, mới level 10 thôi mà cấp VR. Đây 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 đây, chú ấy đây này các bạn, quá tuyệt vời. Và bây giờ HNT sẽ dắt cái con này đi chiến đấu. Action, cuộc chiến bắt đầu thôi nào. Wow, xem nào, cái chú rồng mới của chúng ta mới level 10 thôi mà nó bự là kinh khủng luôn. Nhìn rất là đẹp luôn, nó bự hơn cái con này level 17 luôn các bạn. Mày hả bự? Nó hậu báo trường mẫu giáo luôn, mới level 10 quýnh level 17. Ây da, nó sử dụng chiêu chặt gạch và nó làm mình mất hơn nửa cây máu. Thôi được rồi, lấy anh đại ra ok. Anh đại của chúng ta là Vô Kinh Công, sử dụng tiệt chiêu cách sơn đã ngu. Hãy xem Vô Kinh Công của mình đánh nào. Ô, một cái kiếm từ trên trời lao xuống và một em đã lên đường. Ấy dạ, cái em đó gọi là không được nhìn thấy mặt trời luôn. Gọi là bị mình quánh mà gọi là không kịp ra mà nhìn được cái gì luôn ấy. Mày hả bự? Ok, bé văn dách nè. Đó, anh đại Kinh Công của chúng ta là một mình cân hết thế giới luôn mà mấy con này nhầm nhò gì. Ô, nó level 20, con này nhìn bự đúng đẹp luôn. Con của mình mới có level 10, 10 hay 15 gì ấy. Nhìn cho nên không có ngầu bằng cái con này. Đây, sử dụng tuyệt chiêu mặt trăng ở mặt trời nào. Mày hả bự? Hai con màu tím luôn. Tím lòe loẹt luôn các bạn ơi. Ok, và đến ngày hôm nay là chỉ còn 5 ngày nữa là sẽ đến Tết. Ok, rất là thú vị luôn. Bạn nào được nghỉ Tết rồi điểm danh nha. Bây giờ HNT sẽ lấy Vô Kinh Công đập đây. Cái con béo này dám quýnh bên cái con mới của mình. Mày hả bự? Lên đường liền. Mới level 20 mà level 28 luôn. Mình đây rồi là chưa hó hé gì, mới level 20 mà rồi ăn hiếp mình à. Ok. Đó, xong một bé. Bây giờ HNT xúc luôn cái bé này nữa. Quýnh trận này xong chúng ta sẽ được 3 game các bạn. Mình đang cố gắng thu thập thật là nhiều game luôn để có thể leo láp cái mùa này. Vì cái đợt này rất là khó luôn mà các bạn đã thấy rồi đó. Mới có 2 ngày thôi leo tới lắp thứ 8 rồi. Không biết cái này là nó chơi cái gì đâu mà kinh khủng thiệt chứ. Không thể tin được luôn. Ok,
Ok, bây giờ thì HNT sẽ sử dụng siêu trâu các bạn. Ây, dạ dạ, xem tuyệt chiêu của anh đây bé. Lên đường liền, 26.900 luôn các bạn. Ok, bây giờ tới con mèo, mắt mèo, hai con gọi là rồng, rồng mèo, hai đầu, màu đen xì lì luôn. Đây, xem chú rồng mới của mình quánh đây, mới level 10, quánh với level 16 luôn. Hổ báo vô cùng, 2.352, một con số khá là nhẹ nhàng. Thôi, tên bạn quýnh mình lại không hề nhẹ chút nào luôn các bạn. Nó quýnh mà nó không có suy nghĩ, nó không nhường nhịn mình gì luôn á. Nhưng mình quýnh mình còn suy nghĩ mình nhường nó, rồi nó quýnh nó không có nhường mình. Mày hả bởi? Chú nghĩ chú là ai mà chú dám ăn hiếp mình? Quá tuyệt vời, vô kinh công chúng ta vẫn còn rất hổ báo luôn. Và xem nào, bây giờ chúng ta sẽ... được 3 viên game. Đó, khá là thú vị đây. Tiếp tục luôn. Level 40 rồi, HNT đang cố gắng rồi, chơi sao cho lên level 41 luôn. Na, xem nào. Ô cha cha, 3 con cấp H các bạn. Trận này mình mà giác một con cấp H đi thế nào cũng bị tem bạn dập cho banh xác. Ok, bây giờ HNT rồi. Lấy cái con này ra để quýnh cho nó bảo kê xíu rồi nào. Vô công rồi là quýnh rồi là đã sơn cách ngu. Quýnh cho con trâu ở trong nhà bị thương rồi nào. Quá tuyệt vời. Thầy ơi, quýnh thằng nhỏ mà chết ngắt tại nhà luôn, không kịp ra luôn các bạn ơi. Thôi đỡ lại cái con này, nó quýnh lại, nó quýnh lại con trâu mình mất cả khúc máu chứ chả phải dạng vừa. Mày hả bởi? Con này level 25 đam cũng rất là cao các bạn, không có giỡn với chú ấy được. Ồ, số ca tiếp tục xài tuyệt chiêu kìa, no dam. Ok, no dam là coi như bé xác định với anh luôn rồi đó. Xem tuyệt chiêu của anh nè. Mày hả bởi? Hổ báo trường mẫu giáo thì phải về trường mẫu giáo mà hổ báo đi nha. Ồ, bây giờ là vô công đập với vô công kìa các bạn. Nó nghĩ là nó quýnh được mình ư? Bé rồi là bé chưa có quýnh được đâu. Hãy xem con rồng mới của mình ra nè. Giác rồng mới ra quánh cho thú vị rồi, khoe rồng mới chứ các bạn. Tấn công liền rồng mới. Cái con rồng mới này nó quánh được 2.004 các bạn. Quánh gì như phổi bộ người ta rồi, nhưng mà người ta quánh nó lại là coi như là nó chết ngắt luôn. Ba con này đều là cấp huyền thoại hết, giờ đưa ra con nào nó đập một phát cũng lên đường thôi. Giờ thì lấy vô kinh công ra quánh, có gì là tên bạn quánh no dam với mình được. Nó xài tuyệt chiêu mà giống mình coi như là nó no dam với mình đấy các bạn. Mày hả bởi? Đó, nó xài cái chiêu số 1 là coi như nó no dam, còn nó xài mấy chiêu khác là mình ăn hành. Ấy da da, 8.300 luôn hả bé? Đây, anh sẽ dùng tuyệt chiêu đinh ốc quýnh với bé cho vui luôn nè. Lên đường. Ok, con búp bê, quá tuyệt vời. Đó, rồi là HNT là đi khoe rồng mới. Và các bạn nào thích cái chú rồng mới của mình thì hãy chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Và đừng quên để lại một like luôn. Và bây giờ có hai cô bé level 40 rồi các bạn. Hai cô gái này nhìn khá là dễ thương luôn. HNT sẽ đấu với cái cô rồi là mặc cái váy đen trước. Ok, cô gái này khá là xinh đẹp cho nên mình quất cô ấy trước. Xem nào cô ấy đội hình như thế nào đây. Wow, mấy con cấp L các bạn. Con này cấp L. Trời ơi, ra chưa kịp ngắm mặt trời mọc nữa mà nó quýnh mình văng về thành dưỡng sức luôn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xài cái chiêu chiêu lửa đi, mình thích cái chiêu lửa hơn. Mày hả bưởi? Chiêu bữa lửa là nó nướng cây nữa các bạn. Hệ mộc, có một chiêu hệ mộc bên tên bạn. Xoắn ốc và băng. Ây da da, bé được lắm. Hãy xem tuyệt chiêu của anh đây nè bé. Bung gai, nó nhìn hổ báo cực kỳ. Và bây giờ là tuyệt chiêu nước, nước làm tan băng luôn chứ hả. Nó vẫn còn các bạn, không thể tin được chú ấy vẫn còn rất là hổ báo, vẫn còn rất là mạnh luôn. Bây giờ HNT sẽ tiếp tục sử dụng cái chiêu hệ lá đi. Lấy chiêu lá đập cho nó sợ. Mày hả bởi? Ok bê. Bây giờ lên tới cái con này hả. Nó quýnh mình kìa. Đây, lấy tuyệt chiêu mặt trăng là coi như nó lên đường rồi. Tuyệt chiêu này mình được đam luôn mà.
được đam luôn, 24.000 các bạn, quá tuyệt vời, là siêu trâu, chúng ta có thể cân được mọi thứ luôn. Đó, victory khá là nhẹ nhàng. Ok, và giờ quýnh với cô bé tiếp theo luôn. Cô bé như này như là có bạn trai hay sao mà thấy chụp hình à, người phía sau là con trai. Vậy đâu có như HNT đâu, có một mình không ai chụp hình chung hết, rất là buồn luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái con này ra. Nó chơi là phải chơi vậy nó mới gọi là lợi thế rồi. Xem nào, 24.000, tem bạn chưa kịp ra chiêu đã bị mình quấn về thành dưỡng sức. Ôi cái con này là cái con như cấp H luôn, hay là cấp H hay cấp L mình quên mất tiêu, mình nhớ là con này nó rất là mạnh. Hình như con này cấp L đó các bạn. Đúng rồi, nó như cấp L. Vì con cấp H là thường thường nó sẽ có mấy cái nộ khí xung quanh người. Con này mình nhìn kỹ lắm mà không thấy cái miếng khí nào chạy ra hết, giăng dách. Và bây giờ là cái con này mới là con cấp H nè. Nó ô không ổn rồi đại dương ơi, nhưng mà dù sao cũng phải cho con rồng mới ra khoe nó cái. Nó dù sao cái con rồng mới là phải khoe nó xíu. Đây mình xài cái chiêu gọi là giúp gì judo kick. Judo kick. Ok. Mày hả bở? Bây giờ thầy nó quýnh mình rồi. Rồi. Biết lắm hả? Rồng mới là chỉ để khoe làm cảnh cho nó đẹp thôi, chứ chiến đấu là bị người ta quýnh ăn hành hết. Nó giờ xài cái chiêu rồi. Đây. Chiêu này mình đã luyện được trong lò bát quái nên ra rất là mạnh đó. Đó. Gọi là Tôn Ngộ Không du khỉ. Ok. Du kinh công. Nó đồ đam với mình rồi, các bạn biết nó xài chiêu gì không? Nó xài cái chiêu này nè, cái chiêu Gambit. Gambit. Ok. Cái chiêu đất đó là nó bị nô đam với mình nên nó quýnh không được mình đâu. Lên đường nào bé, 17.183 điểm luôn, quá tuyệt vời. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ok, chúng ta không quánh trong đây được, chúng ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ nữa mới được. Trong đây nó chỉ cho mình quánh được mấy trận thôi. Giờ này cái game này nó bị lỗi cái chỗ này, không có thấy kết bạn bè gì ra hết. Đó là thường thường trong đây quánh nhau được, bây giờ không quánh nhau được. Bây giờ HNT chỉ đi làm nhiệm vụ được thôi. Đây, bây giờ HNT sẽ chui vào đây làm vài cái nhiệm vụ này cho các bạn xem. À, đâu rồi? Đây các bạn. À, trong đây là quýnh lên level nhanh tốc độ luôn. Bạn nào mà muốn lên level cứ việc vô đây quýnh. Lên level gì? Một trận là kiếm cả mét luôn á. Ok. Xem nào. Ô, con này khá là đẹp luôn. Nhìn cứ khá là xinh chứ hả? Đây, hãy xem tuyệt chiêu đã sơn cách ngô. Con trâu nào trong nhà bị quánh. Ô, không quánh con trâu, quánh ngay con này luôn các bạn ơi. Không thể tin được. Ok, và bây giờ là một cái chú. Ô, cái chú rồng này mới nè. Rồi là mình chưa thấy cái chú này lần nào luôn ấy. Đây, đổi con gọi là vua gì à, siêu trâu mập. Đây, cái chiêu xưa, cái chiêu lá này là mình luyện tới chỉ luôn rồi nè. Xem tuyệt chiêu lá của anh đây. 15.000 đam, quá tuyệt vời. Ô, cái chiêu lá của chúng ta rất là bá đạo luôn. Ô, cái con lần đầu tiên mình thấy cái con rồng này luôn đấy các bạn. Con này là cái con rồng gì ấy. Ô, chiêu lá của chúng ta hộ báo tới mức mà gọi là xài một lần không cho xài lần thứ hai luôn. Ghê thiệt. Ok, em này đã lên đường. Cái con này rồi mình luyện nó rồi ghê gớm luôn đấy. Nó lên level 26 rồi đấy các bạn. Ồ, 5 tiếng nữa chúng ta mới có thể quánh ở đó. Ồ, đây chỉ cần level 22 là chúng ta có thể chiến đấu được. Action. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng mình theo dõi chúng ta sẽ gặp những con rồng gì đây. Wow, rồng ma quái rồi các bạn. Rồng ma quái rồi, nó xuất hiện mấy cái linh hồn bay tùm lum tà la kìa. Mày hả bởi? Hậu báo trường mẫu giáo hả bé? Xong. Em bé Ali đã lên đường, bây giờ tới con sóc te. Con này hệ lửa là phải đổi qua cái con gọi là... Đây. Đó, lấy
Ok, cái chiêu lá của mình rồi là mình luyện tới chỉ luôn, cho nên là này, cái lá nó bị gọi là ú vàng nha các bạn. Nó bị ú vàng luôn. Quýnh chú ấy gọi là khá là căng luôn. Rồi cái con bên trong nhà mình chưa quýnh mà hình như nó chích ngắt rồi các bạn. Hình như là vậy ấy. Ok, 26.826 luôn. Quá tuyệt vời. Đó, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel nha mọi người. Và đừng quên để lại một like và một chia sẻ video để ủng hộ giúp HNT với. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.